Cộng đoàn thân tiên khai sinh. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thân tiên là một điểm mục vô lưu động đã có từ rất lâu. Năm 2011, cha xứ An Tôn Nguyễn Ngọc Hà đã xây dựng nhà và xin thành lập cộng đoàn dòng con Đức Mẹ đi viếng tại đây. Sau thời gian chuẩn bị, ngày 20 tháng 7 năm 2011, chị tổng phụ trách Anne Nguyễn Thị Lời đã chính thức trao bài sai thành lập cộng đoàn của hội dòng tại giáo xứ Thân Tiên. Các chị cộng tác với cha xứ trong công việc mục vụ và truyền giáo cho hai giáo xứ Tiên Nồn và Thân Tiên. Ngày 1 tháng 9 2011, cha quản sứ An Tôn đã làm phép nhà cộng đoàn Thân Tiên. Ngày 2 tháng 9 năm 2011, chị em đến nhận sợ Thân Tiên. Từ đó đến nay, chị em hiền hiền thường xuyên và hăng say phục vụ giáo sở Thân Tiên trong cả công việc mục vụ, phòng thánh, ca đoàn, giáo lý. Ngoài ra, các chị còn nỗ lực thi hành sứ mạng thăm viếng người dân lương giáo trong vùng để chia sẻ cuộc sống với họ. Chị em thân mến, từ một địa mục vụ lưu động đi về, nay chị em đến định cư và làm đổi mới thật nhiều cho hai giáo xứ nhỏ này. Tạ ơn Chúa và xin Ngài tiếp tục giúp chị em sống ơn gọi con Đức Mẹ đi viếng trong môi trường được sai đến. Chúng ta phải cố gắng sống thế nào để nơi nào có sự hiền diện của chúng ta thì nơi đó có sự đổi mới, không chỉ nơi môi trường sống của mình mà cả trong tâm hồn tha nhân, giúp họ có niềm vui và hạnh phúc. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã tin tưởng và cho chúng con tiếp tục cộng tác trong công việc truyền giáo. Xin cho chị em chúng con tích cực hăng say tỏa sáng Đức Kitô cho đời, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người sống chung quanh chúng con hay những người chúng con tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày. Amen. Bọt bèo, bọt bèo đã thành muôn hoa. Nhớ tình thương Chúa hài hà. Trong bàn tay Chúa đoàn con hoa trong sắc ngàn hương, viếng thăm anh em mọi nhà, toàn lan tình Chúa giữa đời.